là ván đấu tiếp theo và chúng ta sẽ cùng chờ xem hai lá bài tẩy của các nhà chơi là gì. Đầu tiên là Davis, anh đang cầm cho mình Q và 5 và vừa ray lên lệnh 4.000 chip, lệnh ray đầu tiên trong hand đấu này. Trong khi đó thì Sando cầm cho mình đôi ri và cũng chỉ côn thôi, côn 4.000 chip thôi, không thèm ray lên. Tôm đú cũng côn với As và 5 đồng chất bích. Những nhà còn lại đã quyết định bỏ bài và sẽ có 3 người chơi ở hand đấu này. Chúng ta sẽ cùng đến với flop 2. As đã có ngay một đôi As dành cho Tôm đú và anh đang sở hữu cho mình 3 con As rồi. Tỷ lệ chiến thắng của đú đang lên đến 91%, một tỷ lệ rất lớn. Và Sando sẽ là người đầu tiên, anh đã quyết định bẹt 9.000 chip. Tôm đúa đã khôn và Davis, người đầu tiên Roy lúc này đã bỏ bài rồi, không hít được con gì cả. Lá tơn của chúng ta là 5, một cú lũ dành cho Tôm đú và tỷ lệ chiến thắng của đú đã là 100% rồi. Check thôi, bây giờ thì Sando đã quyết định chậm lại khi chỉ check thôi. Tôm đú lúc này bài mạnh nhất rồi nhưng cũng chỉ quyết định check thôi. Lá river của chúng ta sẽ là át. Từ át dành cho Tôm đú, bài càng lên càng mạnh. Và lúc này thì với quân át ở river, có lẽ là Sando đã tự tin hơn một chút với đôi ri của mình. Ông đã lao ra bẹt 25.000 chip. Và bây giờ nhiệm vụ của Tôm đú là diễn như thế nào để cho Sando có thể tin. Tất nhiên là không thể côn hoặc là bỏ ở trường hợp này được. Sẽ ray lên bao nhiêu hoặc là ôn in như thế nào để cho Sando có thể tin tưởng mình đây. Tin tưởng mình là mình đang bluff chứ không phải là tin tưởng mình đang có bài. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đây là thời gian để Tôm đú suy nghĩ. Với 3 quân át ở trên bàn thì tỷ lệ đú cầm át là rất thấp và quyết định ray lên 50.000 chip. Wow, 50.000 chip min ray thôi, ray rất bé và quyết định bỏ bài ngay của Sando. Wow, như vậy là Tôm đú khá tiếc nuối khi Sando đã đọc được là Tôm đú đang cầm cho mình một quân át rồi. Nhưng không sao, Tôm đú vẫn là người chiến thắng ở trong hand đấu này. Chúng ta sẽ cùng đến với hand tiếp theo. Như vậy là double volley với át và hai đồng chất nhưng vẫn bỏ. Rất khó hiểu cho quyết định vừa rồi của double volley. Phil Helmut sau đó thì cũng đã bỏ. Còn đây là hai lá bài của Tôm đú với Q và 7 và anh sẽ chơi. Anh sẽ bẹt lên một cái lệnh đó là 10.000 chip. Trong khi đó thì Andy Black đã bỏ ngay. Còn đây là Tony G với 2 và 3 thì cũng sẽ bỏ thôi. QK, hai quân bài rất to và đã block hand của Tôm đú. David Fitz chắc chắn là không thể không chơi ở cái hand này được, khôn ngay cái lệnh 10.000 chip. Và chúng ta sẽ cùng đến với flop 7K. Và thêm một con 7 nữa. Wow, như vậy là Tôm đú đã có cho mình 3 quân 7. Trong khi đó thì David Fitz cũng có cho mình là đôi K, đôi to nhất ở trên flop. Và David Fitz đang check để tỏ ra bài mình yếu dù bài của anh đang khá là mạnh. Có lẽ là David Fitz không ngờ bài Tôm đú còn mạnh hơn. Tôm đú sẽ làm gì sau lệnh check của David Fitz đây? Sẽ là một lệnh bạt trị giá 13.000 chip và cười. David Fitz đã cười ngay sau lệnh bẹt đó của Tôm đú. Vừa bẹt xong 13.000 chip và cười như kiểu khinh bỉ. Mày dám bluff tao à? Rất tự tin, một phong thái rất tự tin của David Fitz. Và ông sẽ chắc chắn là sẽ côn. Không, không côn, không hề côn. Ray, ray lên 32.000 chip, kèm theo đó là một phong thái cực kỳ tự tin của David Fitz. Ray lên xong rồi nhìn sang gương mặt của Tôm đú. Và đú đã côn. Đú đã côn lệnh 32.000 chip, không thể không côn được. Chúng ta sẽ cùng đến với lá tơn. Có lẽ là sau khi côn thì David Fitz đã có một chút là đánh giá cao về Tôm đú hơn ở cái hand bài này rồi. Tơn sẽ là lá 4 chuồn, 4 tép.
Và David Fitz có lẽ lần này sẽ bẹt. Ông đang cầm chip rồi. Nhưng check. Cầm chip nhưng lại check. Trong khi đó thì Tom Đú nhìn sang vẻ mặt của David Fitz. David Fitz vừa nói là tao chắc cho đến lượt mày đấy. Lúc này thì sự tự tin của Fitz cũng đang là khá lớn. Trong khi đó thì Tom Đú đang cầm chip và có lẽ là muốn bẹt. Không. Như vậy là Tom Đú có lẽ là đã check. Check, Tom Đú đã check ở cái lệnh này. Và River là quy. Một con quy đã lên. Và điều này cũng có nghĩa là Tom Đú đã có cho mình cù lũ. Cù lũ 7. 37 và 2 con quy. Trong khi đó thì David Fit. Tất nhiên bài của ông lúc này cũng đang là khá mạnh. Rất mạnh là đằng khác khi sở hữu cho mình đôi quy và đôi ca. Hai đôi to nhất ở 5 lá bài trên bàn. Và vừa ruây lên một lệnh là 15.000 chip. Tom Đú sẽ làm gì đây? Amonin không thể không Amonin được. Và David Fitz con ngay. Rất tự tin quá nữa. cười nhưng lại mất chip rồi. Một nụ cười gượng gạo và buồn bã của David Fitz. Và Tom Đú đã đánh lừa thành công. Quá khó dành cho David Fitz để có thể bỏ ở cái hand này. Chúng ta sẽ cùng đến với hand tiếp theo. Và Scott đã có cho mình đôi 7 ở trên tay. Và anh vừa ruây lên một lệnh là 5.000 chip. Đã có ngay pair ở trên tay và không lý do gì để không ruây cả. Trong khi đó thì Tomysenko và Antonio Valencia đã bỏ. Đây sẽ là hai lá bài của Tom Đú, đôi 10. Bài thậm chí là còn to hơn bài của Scott và anh đã khôn cái lệnh 5.000 chip của Scott. Đôi ri còn to hơn cả đôi 10 nữa. Sky ơi, đã có cho mình đôi ri ở trên tay. Ba nhà đều đang có ba đôi. Và Sky ơi sẽ làm gì sau hai lệnh khôn 5.000 của Tom Đú và Scott? Như vậy là Sky ơi đã ruây lên một lệnh là 22.000 chip. Đúng là 22.000 chip. Gấp hơn 4 lần so với lệnh trước đó. Và Scott hoặc là Tom Đú nếu muốn theo sẽ phải bỏ thêm 17.000 chip nữa. Scott đã bỏ. Còn mỗi Tom Đú có theo hay không thôi. Gương mặt của Tom Đú đang khá là bình tĩnh, khá chậm rãi. Và anh đang suy nghĩ có nên theo hay không. Rất từ tốn cầm chip rồi theo. Con, một lệnh con đến từ vị trí của Tom Đú. Lúc này tỷ lệ chiến thắng của Sky ơi đang lên đến 80%. Và anh đang khá là tự tin. Flop sẽ là 94. Đã có một quân 10, sẹt 10 dành cho Tom Đú rồi. Nhưng anh vẫn rất là bình tĩnh. Tom Đú vẫn rất là bình tĩnh để nhìn sang vị trí của Sky ơi. Sky ơi đã check sau khi ra flop. Tom Đú vừa nhìn Sky ơi. Có lẽ là Đú sẽ bẹt. Đúng là đã bẹt, sẽ bẹt ở cái lệnh này. Một lệnh bẹt trị giá bao nhiêu đây? 34.000 chip, khá là lớn. Phong thái của Tom Đú đang khá là bình tĩnh. Và không biết là anh đang có bài hay là anh đang bluff nữa. Rất khó đoán dành cho những đối thủ của Tom Đú. Sky ơi, với đôi gì thì rất khó có thể bỏ ở cái hand này. Và đã call lệnh 34.000 chip. Lúc này thì quân cao nhất ở trên bàn vẫn chưa quân nào to hơn quân ri cả. Và turn sẽ là 3 big. Một lần nữa thì Sky ơi lại check. Tom Đú sẽ làm gì đây? Vẫn là một phong thái rất bình tĩnh. Nhìn từ từ vào gương mặt của đối thủ để đoán bài của đối thủ. Trong khi đó thì Sky ơi có lẽ là đang khá là trầm tư. Tom Đú một lần nữa sẽ bẹt. Và vẫn rất là từ tốn. Vẫn rất là từ tốn. Một phong cách rất đáng yêu của Tom Đú. Và lần này sẽ là một lệnh bẹt rất lớn là 72.000 chip. Kèm theo đó là một ánh mắt khá là đắm đuối nhìn về vị trí của Sky ơi.